Nếu mà xét về chuyện tình cảm thì hiện tại thì em có hai con. Cái gì? Cái điểm yếu của em đó chính là cái cơ mặt của em nhìn rất là cọc, mà dù em không có ý gì hết, em rất là ít cười. Cái lúc mà em làm việc em cứ kiểu Nhưng bây giờ có còn nhớ cổ, còn thương cổ không? Dạ nếu mà nhớ thì em không lên đây chị. Nếu đâu nói là đương nhiên phải nhớ là chết luôn à. Có thể kêu meo meo giùm tiếng được không ạ? Đâu kêu đi, em kêu thử. Đó, dễ thương quá, con mèo dễ thương. Em kêu meo meo thử coi. Meo meo. Meo meo. Hồi lúc còn nhỏ thì em dự định là 25 tuổi em lấy chồng. Xong tới 25 tuổi thì em vẫn chưa có bồ. Xong rồi em dời deadline 27. Xong rồi năm sau là em 27 rồi nè.